đây là một dãy Hàng Dương, đường này là đường Phan Đức nha các bạn. Thì bắt đầu chúng ta sẽ đi khám phá cái thị trấn Cần Thạnh các bạn. Mình xuống xem thị trấn Cần Thạnh. Đây, đi theo đường này, đường Phan Đức, đường này gọi đường Phan Đức, nó song song với mặt biển. Rồi nó đi ra đường Duyên Hải, đi xuống thị trấn Cần Thạnh, rồi xuống dưới coi người dân ở Cần Thạnh, huyện Cần Giờ họ sinh sống, hay đô thị, đường xá họ như thế nào nha các bạn. Đi thôi. Biển thì ở đây đặc trưng nó là biển phù sa cho nên nó đen đen vậy đó. Rồi đường Duyên Hải đi từ biển 30/4 xuống dưới Cần Giờ này, đường khá đẹp ha các bạn. Khá đẹp. Đây là lần đầu tiên mình đi xuống dưới thị trấn Cần Thạnh nha các bạn. Từ bãi biển Cần Thạnh đi xuống từ bãi biển 30/4. Chúng ta đang đi trên đường đó là đường Duyên Hải. Đường khá là đẹp. Hai bên là Hàng Dương, cỏ bóng mát, rất là đẹp. Chúng ta đi xuống dưới trung tâm thị trấn Cần Thạnh, thuộc huyện Cần Giờ, xem cuộc sống người dân và cơ sở hạ tầng ở dưới đây như thế nào nha các bạn. Đây là cũng là lần đầu tiên mình xuống luôn. Những mấy năm trước đi xuống chỉ có đi đến bãi biển 30/4 rồi xuống ăn nhậu xong rồi về thôi, chứ chẳng đi đâu gọi là khám phá cái huyện Cần Giờ. Đường điện hai bên trồng hệ thống cây khá là được tương tất các bạn. Quảng trường rừng sát. Chúng ta đang đi trên đường gọi là đường Duyên Hải, để từ bãi biển 30/4 của huyện Cần Giờ, chỗ chợ Hàng Dương các bạn, đi thẳng xuống thị trấn Cần Thạnh. Quán ăn, quán cà phê, đường rất đẹp các bạn. Hai bên đường trồng hệ thống cây, cây này là cây gì ta, nó giống như cây bả đậu, cây đậu. Quá đẹp, quá sạch sẽ các bạn. Quán cà phê góc phố, chúng ta vừa mới qua quán cà phê góc phố, có sàn giao dịch bất động sản, nhà nghỉ ngân hàng Sacombank, rồi trạm đổ xăng Petro khá lớn. Đó các bạn, trạm đổ xăng, một ngân hàng Sacombank, quán trà sữa, tiệm sửa xe. Đường khá sạch và khá mới các bạn. Hai bên đường là cây phượng. Cây phượng. Khá là đẹp. Hotel
bất động sản rất nhiều, các ngành dịch vụ ăn uống, xe buýt đi vô tới nơi luôn. À, trong này bất động sản khá nhiều nha các cơ. Dịch vụ bất động sản nhiều là do có một thời điểm mà Cần Giờ được thổi phồng, được mấy chuyên gia, gọi là chuyên gia là gia không, không có chuyên mẹ gì hết á, thổi lên tạo cơn sốt ảo, đất đai đây lên chóng mặt luôn, nói là dự án A, dự án B, dự án từ lưa ống mưa. Ôi, ôi cây phượng quá đẹp các bạn, cây phượng quá đẹp luôn. À, phượng nở ra mùa hè, báo mùa hè sắp tới. Quán xin que, quán nhậu, ôi nhà xây được trên này thì quá đẹp. Thấy mát, đường mát không các bạn? Đường quá mát luôn, hai bên hàng loạt các cây phượng cầu cả mấy chục năm, tạo bóng mát, trời ơi là trời, đẹp quá trời đẹp. Trời ơi, đi con đường nó sạch láng con, hai bên hàng cây, cây nào cây đó cổ thụ, cây nào cây đó như cây cổ thụ, gốc rễ chà bá luôn. Ôi quá đã các bạn, thật sự yên tĩnh sạch sẽ. À đây là cái gì đây? À cái công viên, cái công viên Cần Thạnh. À công viên các bạn, à, dạo một vòng công viên cho các bạn xem nha. Đây, à, trung tâm ảnh màu. À, có một công viên quá xá đã. Bờ kè, à, tạo nơi cho các bạn trẻ, học sinh, con em, gia đình, cư dân sinh sống tại cái Cần Thạnh này có một khu vui chơi quá là đẹp các bạn. Ôi rất là đẹp. Bờ kè, đó, ghế đá, công viên, quán cà phê. Ôi trời ơi, nó mát gì đâu, rất là mát. Công viên Cần Thạnh nha các bạn. Đây là đường Duyên Hải, đi hết đường Duyên Hải, từ bãi biển 30/4 chợ Hàng Dương đó vô tới đây chắc khoảng chừng 4 cây, 4 cây rồi các bạn ơi, gần lắm, đi chưa tới 5 phút đã tới nơi. À đây có cái trường học, gà rán, trà bí đao đủ kiểu. Ồ, đi đâu cũng có cái thằng thế giới động vật ở đây, điện máy xanh.
rồi đầy đủ, tiệm sửa xe, cơm tấm, chè cháo, bánh khọt, ôi đầy đủ các bạn ơi. À có cái chợ, hợp chợ các bạn. À, quay lại cảnh chợ Búa, cuộc sống hủ tiếu, hủ tiếu Cần Giờ không biết nhiêu tô để ăn no quá trời, bánh mì phá lấu đủ kiểu hết. Ghẹ không? Thấy rau bán kinh hồn không? À, ghẹ không? À, trong chợ này chắc như giá còn rẻ hơn ở ngoài chỗ biển 30/4, chỗ chợ chỗ chợ Hàng Dương rồi các bạn ơi. Đây là vô ổ luôn rồi. À đây là chợ Cần Giờ, dạo một vòng chợ Cần Giờ luôn các bạn. Vô trong luôn, xe Honda cho vô. Từ thuyền đem lên là sơi tái luôn các bạn. Chợ chiều và cho nên một số người dân buôn bán họ nghỉ bớt rồi các bạn. Xoài mini đủ kiểu. Đây đi đâu đây? Hoành ra. À, chợ này là chợ Cần Giờ các bạn. Hợp chợ. Bán của người dân tại huyện Cần Giờ này. Cụ thể là người dân tại thị trấn Cần Thạnh nha các bạn. Đường xá khá là khang trang, sạch đẹp, sạch đẹp, phải nói là sạch đẹp, buôn bán đầy đủ. Đi đâu cũng có thằng điện máy xanh, thằng thế giới động vật này. Chúng ta sẽ quẹo vô đường này là đường gì đây? Đào Cừ, Đào Cừ. Đường này là đường Đào Cừ nha các bạn. Nó được xem như trục lộ chính. Đào Cừ được xem như trục lộ chính của cái thị trấn Cần Thạnh. À, có một cái giáo xứ. Cửa điện tử. Tạp hóa đã góp. Hotel. Buôn bán chè. Dịch vụ cầm đồ. Cũng kiểu hết. Thứ gì cũng có. Khá là yên tĩnh, yên bình các bạn. Không có thấy sự ồn ào. Lò bánh mì. Cái này là gì đây? Đủ hết các bạn ơi. Tóc, cơm tống. Đường hai làn xe khá đẹp. Đường Duyên Hải, gần đường này là đường Đào Cừ. Đường Đào Cừ nha các bạn, mới đi qua đây. Mới đi qua một khu gọi là hợp chợ nữa. Chợ Chầm Hổm á các bạn.
à, đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, nhưng mà đây báo tín hiệu chậm thôi, không có đèn dừng gì hết các bạn. Đặng Văn Kiều, đường Đặng Văn Kiều, cốp mắt à, bên tay phải mình có một cái cốp mắt nữa các bạn, à, cốp mắt có trung tâm bằng lỗ mũi người ta thôi, mà cái thằng thế giới động vật nó đến hai cái cửa hàng trung tâm bự chà bá luôn, không biết nó buôn bán kinh doanh cái kiểu gì. Hiểu rồi ha, ống nước điện, ồ quá đã luôn. Các bộ lão ngồi đánh cờ tướng rất là thảnh thơi, hớt tóc thời cổ xưa các bạn. À, đây là gì, chi cục thuế huyện Cần Giờ. Rất đã, đường sạch đẹp hay có chạm cây xăng, hai chạm cây xăng bự to hổ bố luôn. Tùng Niệm Mút, đây có trường tiểu học, à, trường trung học có, tiểu học có, thứ gì cũng có. Tắc Xuất, đường Tắc Xuất ghê không? Đây ngã tư đường Tắc Xuất với lại đường Đào Cừ. Đào Cử chứ không phải Đào Cừ các bạn, Đào. Má đọc chút liếu lưỡi luôn. Bến xe Cần Giờ. À. Ồ, xe buýt quá nhìn sạch đẹp. Đường này Đào Cử chạy ngược dài là về lại đường Thôn Thới gì các bạn, về nói chung là về lại bãi biển 30/4 á. Nói chung là đường này là nó song song với lại cái đường Duyên Hải hồi nãy mình đi vô. Đường này rộng bự hơn, đường này trục lộ chính rồi. Đường này đẹp, hai bên hàng cây, được đánh số 220, 219, 222, bên kia số lẻ, khá là sạch đẹp. Nói chung đường không có cái đám xe tải, xe chở đất đá, container thì đường đi biết giờ mới hư. Đây là ban chỉ huy quân sự thị trấn Cần Thạnh, ông đại gia đang xây căn nhà. Còn đây là gì, à, trung tâm thể dục thể thao rồi, à, trung tâm văn hóa các bạn. Đây các bạn, trung tâm văn hóa, à, nằm trên đường Đào Cử, trung tâm văn hóa gì mà đào lên hết luôn rồi, không sử dụng gì hết, không ai sử dụng gì hết. Đại gia thực thụ các bạn. Rồi đến ngã tư đưa Lê Hùng Hồng Yên Đào Cử. Rồi mình kết thúc video đây rồi.